qua sử dụng như thế tiếp tục về một mã sản phẩm vô cùng là hot hit luôn các bác ơi. Em móc dán treo tường siêu chịu tải, siêu chịu lực cho em này mà giá thành thì cực kỳ rẻ. Nhà bác nào cũng nên sắm cho mình 1-2 chục miếng dán tường như này để mà chúng ta sử dụng thì nó rất là tiện luôn các bác nhá. Về mặt thẩm mỹ thì chúng ta không khoan tường. Đấy, rất là xịn, chỉ việc dán vào thôi. Mà em này em cam đoan chịu tải được từ 20 đến 30kg nhá. Và bây giờ em sẽ test thử cho các bác xem cái chất lượng sản phẩm nhá. Em dán thử một móc vào đây. Đó, một móc vào đây. Và bây giờ em sẽ treo luôn một chiếc thớt nghiến nhá. Một em thớt nghiến này nhà em đang sử dụng này, vô cùng là dày luôn. Đấy, vô cùng là dày, vô cùng là nặng luôn. Vanh tới tận là 32 xăng nhá. Và bây giờ em sẽ treo lên luôn đây ạ. Đây, các bác quan sát cho em ạ. Thật sự là rất là ok luôn. Đấy, đây nhá các bác nhá. Đấy, em treo luôn như thế này để cho các bác quan sát ạ. Rất là ok và chắc chắn luôn. Và giá em nó thì cực kỳ rẻ nhá. Trong phiên live ngày hôm nay em xin tri ân và tặng khách hàng nhá. Vừa bán vừa tặng ạ. Vừa bán vừa tri ân ạ. Giá em nó chỉ có là 2k trên một sản phẩm các bác nhá. Và 20k trên 10 sản phẩm này, một túi. Đấy các bác thấy không ạ? Kể cả các bác có ra tiệm tạp hóa hay là ra bất kỳ đâu các bác mua cũng phải là rẻ nhất cũng là 5.000 một sản phẩm nhá. Nhưng riêng đến với tổng kho gia dụng như thiết ngày hôm nay tri ân chỉ còn giá chỉ là 2k trên một sản phẩm nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. U là trời, khoe với các bạn về cái hộp đựng trứng gà mà tôi mua, thực sự rất tiện lợi, đặc biệt là khi không gian tủ lạnh nhà hơi nhỏ, hẹp hẹp một dãy, không lãng phí không gian tủ lạnh. Điểm quan trọng là lấy trứng rất dễ dàng, lấy một cái nó sẽ tự động lăn xuống. Một dãy như vậy có thể chứa 30 quả trứng. Chất lượng và cách sử dụng không còn phải bàn cãi. Giỏ trứng trong nhà không còn lộn xộn, chiếm không gian diện tích nữa. Đó là mã sản phẩm khay đựng trứng này, 4 tầng cho em có thể đựng được từ 30 đến 40 quả trứng nhá. Chất liệu thì bằng nhựa ABS mềm dẻo này. Các bác mua về có thể sử dụng nhiều năm các bác nhá. Và nguyên lý hoạt động của nó thì sẽ theo hình chữ Z như này. Các bác để ý ạ, sau mỗi một lần em lấy một quả trứng nhá thì trứng sẽ tự động tải chạy xuống. Đấy các bác thấy không ạ? Rất là gọn tiện luôn. Đó, rất là ok và thông minh nhá. Và để các bác để như này 30-40 quả trứng, các bác để ẹp vào cái phần cánh tủ cho em nhá. Còn cái phần tủ khác thì các bác tha hồ sử dụng nhá. Gọn gàng, ngăn nắp, thông minh. Đấy là em khay đựng trứng này nhá. Và em gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi chỉ có là 25k trên một khay 4 tầng. Em bán tri ân lấy tương tác khách hàng nhá. Khách hàng thương em thì ủng hộ sản phẩm bên shop như thiết em nhá. Không quên cho em xin một like cũng như một nút chia sẻ và đăng ký kênh ạ. Và hàng nồi Đức nhà em là mã hàng loại 1 luôn nha các bác nhá. Hàng đủ 7 cân đây các bác, nhận hàng kiểm tra hàng cho em bên phải thanh toán nhá. Đủ 7 cân luôn ạ. Hàng loại 1 chắc chắn xịn nhập từ Đức luôn nhá. Và em xin được cắt lỗ giảm sâu phá giá thị trường luôn. Giá chỉ còn là 680k trên một bộ nồi Đức nha các bác nhá. Em bao ship luôn ạ. Em bao ship luôn nó. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái mã sản phẩm nồi Đức đủ 7 cân, hàng chuẩn nhập khẩu từ Đức cho em nhá. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái ạ. Đây là cận cảnh bộ nồi Đức em muốn giới thiệu các bác trong buổi live ngày hôm nay nhá. Thật sự là nó quá đẹp luôn. Khi các bác sắm về thì nó đầy đủ các chức năng, ví dụ như là nồi to luộc gà, chảo chiên rán, nồi nấu canh, nồi rang thịt, nồi nấu súp, nấu mì nhá. Đầy đủ hết cho em này. Cực kỳ là xịn sò và đẹp luôn. Và 6 nồi nhá thì đều có kết cấu giống nhau là vung kính cường lực chịu nhiệt cho em này, siêu chịu lực, siêu chịu nhiệt nhá. Và tay thì rỗng cách nhiệt để khi chúng ta sử dụng thì sẽ là chống nóng cho em này, có lỗ thoát khí nhá. Và được bảo vệ bởi inox su 304 xung quanh này, rất là đẹp phải không các bác. Và tiếp đến thì tất cả cấu trúc nồi đều được thiết kế bằng su inox 304 cho em nhá. An toàn khi sử dụng cho em này, nồi cực kỳ dày luôn, 5 đế các bác ạ, 5 đế chống khê chống cháy tuyệt đối này, có tem dập chìm để chống hàng giả hàng nhái nhá. Và có cả tem dập nổi luôn, thương hiệu logo của bộ sản phẩm nồi nhá. Tay cầm này rất là sang trọng và lịch sự, đẹp như này luôn cho em nhá. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Đấy. Và tiếp đến em xin được giới thiệu đến một em chảo này. Đấy, một em chảo này thì cực kỳ là chắc chắn dày dặn rồi. Em sẽ mở này, vung thì giống như nhau nha các bác nhá. Còn riêng với phần chảo này sẽ được là vân đá hoa cương cho em, vân đá hoa cương nhá. Đảm bảo các bác rán không bao giờ là dính đáy nồi cho em hay là bị xém cháy nhá. Đấy, chiên rán cực kỳ ok, sâu lòng cho em này, vừa chiên rán vừa có thể xào nấu, sâu đến tận 8 xăng rưỡi các bác nhá. Và độ rộng của em này lên tới là 26 xăng cho em này. Đấy, tay thiết kế cũng cực kỳ là đẹp như này luôn nhá. Đấy. Thì với em này là một sản phẩm này, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy. Tiếp đến này là một em nồi to nhá. Em nồi to này cũng cực kỳ là rộng và sâu lòng cho em, sâu tới tận 15 xăng các bác ơi. Và độ rộng của em này là 26 xăng luôn này. Tay cầm cách nhiệt nhá,
Đấy, cũng rất là xịn sò luôn. Đấy, quá là ok luôn các bác ơi. Em này thì luộc gà nhá, luộc gà, luộc vịt. Đấy, nấu canh, nấu riêu những ngày có khách có khứa nhá, hoặc nấu lẩu cũng rất là ok này. Tiếp đến là một em nồi nấu canh nhá. Một em nồi nấu canh này độ chiều rộng của nó sẽ là 22 xăng, và độ sâu cũng là 15 xăng các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn, đầy đủ chức năng trong một bộ nồi. Đấy, nồi rang thịt này. Đấy, nồi rang thịt các bác nhá, cũng rất là xịn sò luôn. Độ rộng của em này sẽ vào khoảng là 20 xăng các bạn, 20 xăng cho em, và độ sâu cũng là 15 xăng nhá. Đấy, quá là xịn sò và đẹp luôn các bác ơi. Kèm theo đó một em nồi nữa này, để các bác có thể là nấu rang thêm, ví dụ như là nồi rang thịt, nồi rang tép, rang tôm. Đấy, hay rang đậu, sốt đậu nhá. Còn với riêng em này, đấy các bác nhìn ạ, em giới thiệu ngay từ đầu đấy ạ, sẽ để nấu mì, nấu cháo, nấu súp nhá. Đấy, tay cầm rất là ok, hoặc các bác có thể chiên rán những cái nhỏ nhỏ mà cần nhiều dầu ngập mỡ nữa nhá. Thì các bác dùng em này cũng rất là tiện luôn, tiết kiệm dầu mỡ này, rất là ok luôn. Đấy, tùy mục đích các bác sử dụng thôi. Với cái bộ này thì nó đầy đủ các chức năng trong một căn phòng bếp rồi. Sắm nguyên một bộ này là các bác không phải sắm bất kỳ thêm một cái nồi nào ở trong phòng bếp của mình nữa nhá. Đấy, rất là ok luôn. Thì em gửi tới các bác cái mức giá tri ân từ ngay đầu like rồi, chỉ còn là 680k các bác nhá. 680k em bao ship tận nơi luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho em này. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Các bác lên đơn cho em ạ. Siêu phẩm một trợ thủ đắc lực các bác ơi. Các bác đau mỏi ở đâu thì em này sẽ giải quyết ở đấy nhá. Cái việc nhức mỏi cơ thể giờ đây nó không còn là vấn đề nữa luôn. Sản phẩm số 1 dành cho các bác này, máy massage 6D này, một sản phẩm mô phỏng bàn tay người các bác nhá, với lực bóp cực kỳ là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có lực nhá. Đấy, rất là dễ chịu và thoải mái cho em luôn này. Cộng thêm một tính năng nữa, đó là tính năng chườm nóng diện rộng nhá. Nó sẽ giúp lưu thông những cái mạch máu mà nơi chúng ta cần phải xoa bóp, cần giảm đau đấy ạ, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, giảm cực kỳ là hiệu quả luôn, động cơ thì không hề ồn, với 8 điểm massage nhá. Massage cực kỳ dễ chịu luôn, các bác xem video để hiểu thêm nhá. Đấy, rất là tuyệt vời này. Máy này ở lưng thì có thể dùng chiếc máy này, ở lưng có thể dùng, chân có thể dùng, cổ vai gáy có thể dùng, bắp chân có thể dùng, dùng tất cả mọi nơi các bác nhá. Mô phỏng bàn tay người lên tới 8 điểm massage giúp bạn có cảm giác như đang tận hưởng dịch vụ xoa bóp chuyên nghiệp từ tay. Rất là thích luôn. Em này còn có hai kỹ thuật xoa bóp tiên tiến giống như chuyên gia điều chỉnh lực massage luôn đấy, kết hợp với chế độ chườm nóng mới lạ, cảm giác như chườm khăn nóng lên cổ, chườm nóng để lưu thông mạch máu nha các bác nhá. Phần vỏ da dễ dàng vệ sinh được bằng việc lau nhẹ trên bề mặt vỏ bên ngoài. Bu mắt mà bác Pro khó chịu. Đấy, rất là tuyệt vời phải không các bác? Thì với cái sản phẩm này, các bác hoàn toàn có thể yên tâm cho em là vấn đề đau nhức nhá sẽ được giải quyết triệt để cho em luôn này. Và với cái mã sản phẩm này, các bác được nhận hàng kiểm tra hàng nhá, xoa bóp thử luôn cho em, bảo shipper chờ, xoa bóp thử luôn hiệu quả các bác mới nhận hàng nhá. Các bác yên tâm chưa? Và với cái mã sản phẩm này, em đang có chương trình tri ân trợ giá khách hàng nhá, phá giá thị trường luôn. Em bán cho các bác với một mức giá siêu đãi để các bác có thể trải nghiệm được nhá. Đấy, những cái dịch vụ tốt nhất này. Mã sản phẩm máy massage 6D bên em giảm tri ân khách hàng chỉ còn là 320k. 320k trên một sản phẩm các bác nhá. Các bác không nghe lầm nợ, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Theo đó các bác nhanh tay lên đơn cho em cái mã dầu nóng nhá, đi kèm luôn thì hiệu quả tăng gấp đôi gấp ba luôn này. Dễ chịu thoải mái vô cùng nhá. Và em cũng xin được vừa bán vừa tặng tri ân các bác nhá. Giá chỉ còn là 40k. Đấy, 40k trên một hộp nhá các bác nhá. Hàng chuẩn xịn. Đấy. Tiện ích mới xin được gửi tới các bác trong buổi live ngày hôm nay nhá. Đây các bác quan sát video cho em ạ. Đấy, đó là cái tấm xốp chắn cửa nhá các bác nhá. Đấy, vào cái thời tiết mùa hè này thì chúng ta thường xuyên bật điều hòa. Thì em này là chân ái luôn các bác nhá. Nếu mà cửa có hở thì nó sẽ bị thoát khí ra ngoài, rất là tốn điện. Thì em này các bác chèn xuống cửa này. Đấy, rất là ok luôn, giữ nhiệt rất là tốt, phù hợp với tất cả các loại cửa nhá. Từ cửa gỗ cho đến cửa nhôm kính, cửa inox, cửa gì thì cũng ok hết các bác nhá. Đấy, mà rất là rẻ luôn, giá thành thì cực kỳ rẻ này. Đấy, các bác chèn xuống mà nó buổi tối khi mở cửa ra, mở cửa vào nó còn tránh ồn nhá, và chống va đập tuyệt đối luôn. Với một cái em thanh xốp này thì em gửi tới các bác với một mức giá chỉ có là 12k. Đấy, 12k trên một em này thôi nhá các bác nhá. Tiện ích mà lại siêu rẻ luôn, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Và một mã nồi mới nhá, đến từ thương hiệu Sharp này, và được sản xuất tại Korea, Hàn Quốc cho em. Đó là dạng mẫu nồi thế hệ mới 3D nhá, rất được ưa chuộng và săn đón ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Đấy, bởi vì cái độ nấu cơm ngon, ngọt, chín đều, chín nhanh nhá các bác nhá.
Đấy, sử dụng thì sử dụng bằng nút cơ này, cực kỳ là dễ dàng sử dụng trem luôn nha các bác nhá. Và bây giờ em sẽ xin mở bên trong cho các bác quan sát ạ. Khi mở các bác cũng ấn nút cơ như này nhá, rất là dễ dàng luôn. Em xin được xoay ra đây ạ. Thì khi bên trong các bác mở ra, nó sẽ có một em nồi nhá, với cái em lòng nồi này này, siêu dày, siêu chắc chắn luôn. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái, mới phải thanh toán cho em các bác nhá. Với cái lớp men chống dính là men đá hoa cương với công nghệ Hàn Quốc này. Đấy, chống khê, chống cháy này. Cơm chín ngon tròn vị cho em, bởi vì cái độ truyền nhiệt dày dặn của nó nhá, rất là tuyệt vời các bác ạ. Và em sẽ tặng kèm các bác đó là một môi sứ cơm này. Đấy, kèm theo đó là một cái gáo để múc cơm, múc nước, múc gạo nhé. Đấy, kèm theo đó là một dây điện. Đấy, dây điện để cắm vào nguồn điện 220V để sử dụng các bác nhé. Và bên trong lòng nồi thì là đĩa điện của nó cực kỳ là rộng rãi rồi, để truyền nhiệt. Đấy, sôi nhanh, chín nhanh, mềm dẻo hạt cơm nha các bác nhé. Đấy, cái phần nắp vung của nó này các bác ơi. Phần nắp vung thì được chế tác bởi những cái gioăng cao su rất là dày dặn để nó mút, để khi mà trong quá trình chín ủ bằng hơi ấy, nó sẽ không bị mất nhiệt các bác nhé. Còn đây là lỗ thông hơi khi sôi cơm này các bác ơi. Đấy, nó sẽ tự mở khi sôi, rất là tuyệt vời này các bạn. Thì với cái mã sản phẩm mẫu nồi cơm sáp thế hệ mới này, với dung tích của nó là 1,2 lít nhá, em đã viết sẵn ra đây ạ, 1,2 lít nó sẽ có giá là 450k, và nó sẽ phù hợp cho 4 đến 5 người ăn nhé các bác nhé. Còn với mã nồi cơm 1,8 lít sẽ bằng là 480k, phù hợp cho 5 đến 6 người ăn, hoặc là chuẩn bị vào dịp đi học rồi các bác sắm cho con cho cháu cái mã nồi này. Đấy, cho con cho cháu đi học xa nhà thì cũng rất là tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Em sẽ bao ship kèm tặng quà nhé. Bao ship này. Đấy, bao ship và tặng quà luôn. Đấy, tặng quà với cái mã sản phẩm mới nồi cơm sáp đến từ thế hệ Korea Hàn Quốc này nhé. Quan sát tổng thể mã ấm điện tatami giúp em nhé. Và em còn gọi nó một cái tên khác đó là ấm đa năng. Thật là tuyệt vời luôn, rất là đẹp, lịch sự và trang trọng này. Với mã thủy tinh cách nhiệt trong suốt, ấm là kính cường lực như này luôn cho em nhé. Chịu lực, chịu nhiệt, chịu tải cực kỳ tốt luôn. Đây là cái phần đế của nó sẽ như là một em bếp từ. Đấy, đa năng luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Và em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng nhé. Với em ấm này sẽ là dung tích 2 lít cho em này khi sử dụng này. Đấy, thoải mái cho nhà mình 3-4 người nấu canh, nấu mì nhá. Đấy, hay là nấu trà, nấu sữa đều rất là ok luôn cho em này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhanh chín, nhanh sôi, độ truyền nhiệt cực kỳ tốt nhá. Và trên bếp thì nó sẽ hiển thị là 28 chức năng, 28 chức năng đun nấu nhá. Thì mỗi một chức năng khi các bác bật lên nó sẽ hiển thị nhiệt độ và thời gian phù hợp với cái món mà mình muốn nấu nhá các bác nhá. Ví dụ ở đây chúng ta ấn chế độ đun nước này, thì đầu tiên các bác sẽ ấn vào nút nguồn giúp em này. Đấy, nó sẽ nhận thông báo là đã vào điện. Tiếp đến các bác ấn vào cái nút bàn tay này nhá, nó sẽ là thể hiện là chức năng. Các bác muốn nấu 1 thì ấn 1, muốn nấu 2 thì nấu 2. Đấy, như em là đang chọn chế độ 5 là chế độ nấu mì nha các bác nhá. Đấy, các bác quan sát này, truyền nhiệt cực kỳ tốt luôn, cực kỳ nhanh sôi luôn. Và ở trên đây sẽ có một chế độ nữa là chế độ hẹn giờ các bác nhá. Ví dụ như các bác ra ngoài này, 5 phút nữa là các bác cần ngắt thì các bác ấn vào 5, các bác cần 10 thì các bác ấn 10 cho em. Cứ mỗi một lần ấn thì nó sẽ cộng 5 phút ở đây nha các bác nhá. Đấy. Thì sau khi đồ ăn thức uống của mình vẫn chín mà công việc của mình thì vẫn hoàn thành nhá. Một con bếp, một con ấm đa năng rất là thông minh luôn cho em. Đấy các bác thấy không ạ? Cực kỳ nhanh sôi luôn. Đấy, đĩa điện của nó nhá, bằng lõi đồng, em nâng lên cho các bác xem ạ. Lõi đồng cực kỳ là chuẩn luôn. Đấy, nên là bắt nhiệt cực kỳ tốt, nhanh sôi, nhanh chín. Các bác ưng mã sản phẩm ấm điện đa năng 28 chức độ đun nấu này nhá, thì các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã sản phẩm này nhá. Giá thì cực kỳ ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay, chỉ còn là 350k trên một em ấm điện đa năng này nhá các bác nhá. Đấy, một mã đèn bão siêu tiện ích luôn các bác ơi, đang cháy khét khèn kẹt trên thị trường nhá. Nhưng riêng với tổng kho gia dụng như thiết thì vẫn sẵn hàng để phục vụ các bác này. Đấy, các bác quan sát cho em nhá, một mã đèn tiện ích kết hợp 3 trong 1 luôn cho em này. Đầu tiên các bác quan sát nhá, đây là một chiếc quạt cầm tay sử dụng nút cơ luôn. Đấy, bấm lên một phát quạt chạy rất là mạnh luôn như này cho em nhá. Rất là mát luôn này các bác này. Và khi mà kéo chiếc đèn này ra thì nó sẽ là một em đèn pin như này luôn nha các bác nhá. Đấy, sử dụng này vừa gió vừa mát luôn. Và một điều đặc biệt là em nó có tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Các bác có thể dùng điện không đồng. Đấy, có nghĩa là khi các bác sử dụng hết điện là các bác chỉ việc treo ra ngoài trời, em nó sẽ tự tích hợp điện vào đây nhá, để chúng ta sử dụng nhá. Và em nó có thể là sạc pin. Đấy, vừa điện năng lượng mặt trời. Đấy, và còn một điều đặc biệt nữa nhá, em nó sẽ có một cái cổng USB ở đây để sạc điện thoại này các bác này. Đấy, khi điện thoại hết pin nhá là chúng ta cắm sạc vào đây để sử dụng này.
Khi mất điện thì có em này thì hoàn toàn là chân lái luôn các bác nhá. Chúng ta có thể để quạt đứng hoặc quạt nằm tùy đấy. Như này đã đặt thành một chiếc quạt rồi, có thể nằm ngủ vi vu luôn các bác ơi. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Các bác nên mua phòng 1-2 cái để trong nhà, cũng như là đi đâu xa để trên ô tô, cốp, xe máy nhá, thì rất là gọn tiện luôn các bác ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Đấy, hàng đang khan hiếm, giá nhập lên, nhưng mà với tổng kho như thiết thì luôn là giá không đổi nha các bác nhá. Giá của em nó vẫn rất là yêu ái, chỉ có với một mức giá, đó là 120k trên một em đèn bão nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và tiếp đến thì em còn một vài cái mã sản phẩm nồi chiên nhá. Nồi chiên rán này em gửi tới các bác với một mức giá sale xả này. Thì đây, với cái mã nồi này độ rộng của nó là 20 xăng nhá. Thiết kế chuyên biệt là để chiên, đấy, để rán nha các bác nhá. Thì nó sẽ thiết kế là sâu lòng để các bác đỡ tốn dầu tốn mỡ đấy, nhưng mà lại khi chiên lại ngập dầu ngập mỡ nhá, và để cho cái món ăn nó ngon giòn rụm luôn. Và sau khi chiên xong thì chúng ta gác lên đây cho nó ráo dầu ráo mỡ nhá. Sản phẩm vừa ngon ròn rụm vừa ráo mỡ, rất là tuyệt vời luôn. Thì với cái em nồi này được thiết kế bằng inox su 304, nhưng mà được mặc lên mình những cái lớp chống dính vân đá hoa cương như này nhá, cực kỳ là tuyệt vời luôn, chống dính tuyệt đối, chống han chống dị nhá. Và với cái em nồi này này là có thiết kế đổ dầu thừa nha các bác nhá. Đây cái miệng nồi của nó này, bởi vì chuyên biệt cho chiên rán. Và em nồi này thì em đang bán làm với mức giá là 130k, nhưng riêng trong buổi live ngày hôm nay em sale xả xuống chỉ còn là 100k thôi các bác nhá. 100k cho em nồi chiên rán đến từ thương hiệu Nhật Bản này. Đấy, 100k thôi ạ, 100k với một em nồi chiên nhá. Đấy, các bác nhanh tay lên đơn cho em. Tiếp theo em xin được giới thiệu các bác mã nồi cơm đến từ thương hiệu Nhật Bản Estat nhé. Và em xin được cân cái lòng nồi của nó lên để cho các bác nhìn ạ. Trọng lượng của nó tận 1kg luôn. Nồi siêu dày, các bác được nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho em nhé. Đây chính là mã sản phẩm nồi cơm cao cấp em vừa giới thiệu trong đầu video nhé. Đó là nồi cơm Estat này, đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em nhé. Mẫu mã thì rất là đẹp, các bác nhìn tổng quan cho em ạ. Rất là đẹp, sử dụng nút cơ nhé, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, em sẽ mở ra và giới thiệu các bác này. Phần bên trong lòng nồi sẽ được tặng một khay hấp nhé. Rồi, nhà sản xuất sẽ tặng chúng ta một khay hấp để hấp ví dụ hấp khoai, hấp ngô, hấp bánh nhé, để đổi bữa buổi sáng này. Một em dây điện này, một gáo múc gạo này, và một môi sới cơm nhé. Hàng chất lượng cao đấy ạ, rất là ok luôn. Còn lòng nồi thì em không phải giới thiệu nhiều rồi, quá là dày dặn chắc chắn. Men chống dính của nó thì gọi là tuyệt vời luôn các bác ạ. Nhà em đang sử dụng nhé, rất là ok, ngon tròn vị luôn. Đấy, giữ được cái vị ngọt của hạt gạo này mà không hề bén dính nồi nhá. Lớp men chống dính đến từ thương hiệu Nhật Bản thì luôn luôn là số 1 rồi. Đấy, em không phải nói nhiều nữa. Dung tích của nó thì là 1.8 lít này. Đấy, bác nào mà nấu mà bị khê, bị xém nồi thì em trả hoàn lại tiền nhá. Bảo hành cho các bác 1 năm cho các bác yên tâm sử dụng này. Cái phần mâm truyền nhiệt của nó thì bác quan sát cho em ạ. Có hết cả cái lòng nồi luôn, để làm sao để truyền nhiệt nhanh, dẫn nhiệt tốt, để nồi cơm nhanh sôi, nhanh chín. Đấy, mà giữ được cái độ ngon ngọt của hạt gạo nhá, ngon tròn vị luôn. Còn đây là cái phần nắp vung này. Phần nắp vung thì là giòn cao su giữ nhiệt khi ủ cơm này, để ủ cực nhanh, siêu nhanh, chín nhanh nhá. Còn đây là cái phần lỗ thoát khí khi sôi này. Đấy, rất là đơn giản để sử dụng thôi. Các bác đóng vào cho em. Còn đây là cái phần gian nút thừa nhá. Gian nút thừa thì ở đây. Và cắm nguồn điện 220V vào đây là các bác đã có thể sử dụng được bình thường với em nồi này rồi. Với em nồi này là em dòng nồi cao cấp các bác nhé. Đấy, các bác muốn cơm ngon, đáng ăn một bát, thành ăn 2-3 bát thì các bác nhanh tay cắm ngay cho em con này nhé. Và giá của nó thì em để ngay trên live để cho các bác quan sát luôn ạ. Với em dung tích 1 lít màu đỏ này, giá là 600k, nhưng riêng cho buổi live ngày hôm nay em tri ân còn 550k. Còn với 1,2 lít là 700k, sale xuống chỉ còn là 650k để các bác sử dụng và trải nghiệm ạ. Và 1 lít 8 là 900k, em sale xuống còn 850k. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá. Hàng Nhật chuẩn xịn luôn. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho em nhá. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn. Em có hai màu, màu đỏ và màu nâu, đều rất là đẹp và sang trọng nhá. Cập nhật mã hàng tiếp theo, đó là mã sản phẩm sáp thơm phòng đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em nhá. Với cái mã sản phẩm này thì em đang cập nhật được hai mùi, đó là mùi đào và mùi hoa anh đào nhá các bác nhá. Thì mỗi nhà nên sắm 3-4 hộp này. Đấy, để vào trong các vị trí, ví dụ như phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh nhá. Thì để lúc nào nó cũng có cái mùi thơm thoang thoảng, hương thơm rất là dễ chịu luôn. Và mức giá thì cực kỳ là ưu đãi trong buổi live ngày hôm nay. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán cho em nhá. Không thơm các bác cho quay đầu cho em này. Tự tin luôn ạ, 25k
trên một sản phẩm các bác nhé. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Đến từ thương hiệu Nhật Bản, nồi chiên không dầu Camel dung tích 13 lít cho nhà em nhé. Công suất của nó đây là 1700W, hoàn toàn có thể chế biến được rất nhiều các món ăn nhé, để đổi vị cho gia đình này các bác này. Và các bác ngắm tổng quan xem cái mã nồi sản phẩm này nhá, quá là đẹp luôn đấy, từ sản phẩm cho đến chất lượng nhá, rất là ok, đẹp với cái không gian bếp của mình đặt vào thì rất là sang trọng và lịch sự rồi. Thì đây các bác quan sát cho em này, ở đây sẽ có một cái phần khay để chứa đồ nướng các bác nhá, rất là to và rộng rãi. Bởi vì là 13 lít nên là các bác hoàn toàn có thể chiên cho em một con gà 3-4 kg ở đây, hoặc con vịt nhá. Đấy, hoặc là đồ làm bánh cũng rất là ok này. Ở đây sẽ chế tác cho các bác là một cái khay đựng đồ nhá. Nó có chân như thế này luôn. Đấy, để cái con gà hoặc là con vịt nó luôn luôn ở bên trên và dầu mỡ thì rớt xuống dưới nhá. Các bác tưởng tượng là chiên nhưng mà không cần đến dầu mỡ nhá. Rất là an toàn cho sức khỏe mà cái đồ ăn của mình vẫn là ngon, giòn rụm luôn. Làm được bánh chiên được lạc chiên được đủ mọi thứ luôn. Ví dụ như là tôm chiên xù, sườn chiên, cánh gà chiên đều rất là ok nhá. Vịt quay, gà quay, ngon không khác gì ngoài tiệm luôn các bác ạ. Vì tự tay mình làm nên nó sẽ cực kỳ an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Và dưới đây thì sẽ có một cái lớp kính trong suốt nhá các bác nhá. Một lớp kính trong suốt khi mình bật lên thì hoàn toàn có thể quan sát ở bên trong cái đồ chiên, đồ rán của mình nó đang như thế nào nhá. Đấy, rất là thông minh luôn, thiết kế cực kỳ là tuyệt vời. Và phần bên trên của sản phẩm thì sẽ có hai nút điều khiển nhá, nó là phần nhiệt độ này và phần thời gian nha các bác nhá. Ví dụ như các bác muốn chiên con gà con vịt thì thời gian nhiệt độ của nó sẽ là 200 độ C, tương ứng với từ 17 đến 22 phút các bác nhá. Thì các bác vặn về đây cho em chuẩn là 200 độ C và thời gian các bác điều chỉnh đúng về cho em là 20 đến 22 phút. Đấy, nó sẽ tự hiện giờ, tự chạy. Sau 22 phút thì nó sẽ có một tiếng kêu tinh này. Đấy, sẽ báo hiệu gia đình mình là có một món mới được đổi vị rồi. Vừa thơm ngon, giòn rụm, vừa an toàn với vệ sinh thực phẩm nhá. Và với em này thì em đang tri ân khách hàng với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nha các bác nhá. Giá chỉ còn là 600k, trong khi thị trường đang bán là 650k. Đấy, nhưng mà em tri ân xuống chỉ còn là 600k. Em bao ship kèm tặng quà các bác nhá. Và phần quà em gửi tặng các bác đó là cái mã sản phẩm mà sâm thịt này. Đấy, cái con sâm thịt này thì các bác mua về trước khi chiên rán thì các bác có thể là sâm và tẩm gấp gia vị vào cho em, sâm vào cái miếng thịt hoặc sâm vào con gà con vịt nhá. Đấy, các bác tẩm gấp gia vị vào cho em thì cái độ ngon lại tăng thêm gấp đôi gấp ba nhá, ngấm gia vị thơm ngon tròn vị luôn. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm này, nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Camel Nhật Bản, 600k, bao ship tận nơi kèm tặng quà nhé, là một cây sâm thịt rẻ và quá rẻ các bác ơi. Xin được tri ân trợ giá bác mã sản phẩm bột xi măng dẻo đến từ thương hiệu Nhật Bản cho em này, giá chỉ còn là 4k trên một bịch 200g này nhá các bác nhá. Đấy, 4k trên một gói này này, các bác thấy chất lượng sản phẩm không ạ? Trời ơi, quá dẻo, quá xịn luôn. Các bác mua về các bác không cần phải nhào trộn với bất kỳ thứ gì nhá. Các bác chỉ việc bóp ra và sử dụng như này cho em. Đấy, các bác thấy mềm dẻo không ạ? Các bác dễ hiểu. Hãy phòng ngừa ngay trên chính ngôi nhà của bạn, đừng để mối hậu họa xảy ra như trên tin tức. Nếu mà nước các thầu xây dựng đấy, nếu các ống nước bị dò hở này, hoặc các lỗ điều hòa này chưa được khít này. Đấy, các ống nước này, hỗn hợp polypropylene và xi măng trắng giúp gia cố những ngóc ngách từ lỗ điều hòa, lỗ chuột, đường ống nước bị dò rỉ hay thậm chí là cả ổ điện bị vỡ nứt. Cách sử dụng đơn giản, sau khi bóc vỏ phải ổ điện vỡ nứt cũng ok các bác nhé. Đợi vài tiếng keo sẽ khô và cứng lại. Chất liệu thân thiện với môi trường, không độc hại, an toàn khi sử dụng, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí mua nguyên vật liệu và công thợ sửa chữa. Đặc biệt, keo xi măng có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống thấm nước ưu việt. Mua một lần, các bác thấy tuyệt vời không ạ? Cũng không hư hại hay biến dạng. Keo xi măng dẻo đa năng, dành đấy, cho rất là tuyệt vời luôn. Tặng ngay 300 suất ưu đãi. Tặng ngay 300 suất ưu đãi nhá các bác nhá. Chốt trên buổi live chỉ còn là 4k trên một gói 200g các bác nhá. Nhanh tay các bác ơi, bác nào muốn sử dụng điện không đồng thì hãy về với đội của tổng kho gia dụng Như Thiết các bác nhé. Đấy, em xin được giới thiệu các bác một thế hệ đèn này, đèn năng lượng mặt trời solar light, công suất lên tận là 1500W các bác nhé, với 1700 mắt led cho em, tỏa sáng phủ rộng lên tận là hơn 400m2 này các bác ơi, rất là tuyệt vời nhá. Bác nào mà có trang trại này, hay là sân vườn rộng, hay là thắp sáng kho xưởng nhá, hay thắp sáng hiên trước cửa nhà, cửa kho, đều rất là ok với em này cho em nhá. Và tiếp kèm đó là một tấm điều khiển nhá các bác nhá, on off bật tắt này, chế độ sáng nhiều này, chế độ sáng tiết kiệm này, đấy. Và auto tiếp theo là chế độ hẹn giờ 3 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng mà sẽ tự động ngắt cho em nhá, rất là tuyệt vời luôn này các bác này. Và tiếp theo đó là một em tấm pin năng lượng mặt trời như thế này nhá các bác nhá.
Thì em xin được đo độ rộng và độ dài của tấm pin. Độ rộng của nó là 23 và độ dài của nó lên tận là 26 nhá. Đấy, một tấm pin này mỗi lần các bác sạc là các bác có thể sử dụng được em đèn này. Các bác chỉ việc bắn ở trên mái tôn, ở trên cột điện, trần nhà, bất kỳ nơi đâu nhá, và dòng xuống dưới sử dụng. Với một lần sử dụng thì em đèn này có thể chiếu sáng được dao động từ 8 đến 12 tiếng liên tục nha các bác nhá. Đấy, một tấm pin này đây. Thì ở trên đây nó sẽ kèm theo là 5 mét dây nhá. 5 mét dây để các bác luồn từ trên xuống dưới và kết nối mới em đèn này nhá. Ở đây luôn các bác ơi. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng luôn này. Các bác nhìn ở đây có hai cái mắt đồng nhá. Các bác chỉ việc cắm và kết nối chặt vào như này cho em. Đấy, là đã ok rồi. Nguồn điện sử dụng thoải mái mà không mất 1.000 nhá. Và với em đèn này thì em xin được giới thiệu các bác trong buổi live ngày hôm nay tri ân trợ giá nhá. Giá siêu rẻ chỉ có là 490k trên một em đèn. Công suất là 1.500 nhé, chứ không phải 300 hay 500 đâu. Kèm một tấm pin năng lượng mặt trời nhé, sử dụng điện không đồng. Đấy, trên một sản phẩm. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Và tiếp theo em sẽ tổng xả kho một cái mã hàng, đó là nồi cơm điện Cuckoo nhá, đến từ thương hiệu Korea Hàn Quốc cho em này. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhé. Cái mã này thì rất là xịn sò, em bán được cả 1.000 nồi rồi. Đầu tiên thì các bác mở nồi cơm ra quan sát giúp em bên trong. Nó sẽ là có một cái lòng nồi niêu như này cho em nhé. Lòng nồi niêu thì nó sẽ đảm bảo là nồi, lòng nồi rất là sâu. Đấy, 1.8 lít, nhưng mà thể hiện trên đây có thể nấu được đến tận 2.2 lít luôn. Sử dụng cho nhà đông người 4 đến 5 người nhá. Với cái mã nồi cơm 1.8 lít này cũng thoải mái luôn. Có khách có khứa dùng cũng rất là ok luôn các bác nhé. Rất là dày dặn cho em này. Các bác nghe tiếng dày dặn này. Đấy, để đảm bảo sao ạ, cái nhiệt nó chuyển vào nồi cơm ấy, nó sẽ chín đều. Đấy, và cái phần chống dính của nó sẽ chống khê, chống cháy tuyệt đối nhá. Đấy, xịn sò cho em luôn. Hàng nhập khẩu xịn sò nha các bác nhá. Đấy, và bên trong lòng nồi thì sẽ có một cái cuộn dây điện và một cái mua sới cơm như này luôn. Đấy, để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đây là cái phần bên trong của nó này bác này. Đây là cái phần đĩa điện nhá. Đây em chỉ luôn để các bác dễ dàng quan sát. Cái phần đĩa điện này cực kỳ là rộng. Để làm sao? Nó sẽ đảm bảo là nó truyền nhiệt. Đấy, cho cái nồi cơm nhanh sôi, chín đều nhá. Rất là ok luôn các bác ạ. Thì tiếp đến là phần nắp vung này, với cái phần gioăng cao su nhá. Rất là chắc chắn như thế này. Đấy, nó mút cái nồi cơm khi mà sôi cạn nước rồi, nó sẽ giữ nhiệt. Đấy, để cho nồi cơm nó chín bằng hơi, cho cơm nó chín mềm dẻo, giữ được độ ngọt của cơm nhá. Đấy, rất là ok luôn này các bác này. Đây là cái phần sử dụng bằng cơ nhá. Bác ấn ở đây là mở vung này, đậy vào là đậy nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn đây là cái mặt đằng trước của nó nhé các bác nhé. Sử dụng cơ cho em hoàn toàn luôn. Các bác ấn xuống nó sẽ là nấu, bên đây sẽ là bật đèn. Các bác cắm điện nó nổ đèn bên đây là nấu nhá. Đấy, là các bác ấn xuống cho em mà nấu. Khi chín nó sẽ tự động ngắt và nảy sang nút ủ cơm cho em này. Đấy, ở đây sẽ có phần cắm ổ điện ở bên trong lòng nồi em giới thiệu đấy ạ. Đấy, và các bác chỉ việc cắm và dẫn vào nguồn điện 220V là sử dụng rất là ok rồi nha các bác nhé. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Và với cái em nồi cơm điện Cuckoo đến từ thương hiệu Hàn Quốc này, em đang có chương trình đặc biệt tri ân khách hàng nhé. Sale xả tri ân khách hàng đặc biệt luôn các bác ạ. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em này. Với cái mã sản phẩm này, đây, giá em đang bán ở trên thị trường 1 lít sẽ là 320k. Đấy, thì em xin được sale xả xuống với một mức giá chỉ còn là 290 thôi bác nhé. 290 thôi. Đấy, một con số rất là ấn tượng luôn. Và với 1 lít 2 đang là 380, em sell xuống cho các bác chỉ còn là 350k này. Và tiếp đến 1,8 lít là 430 thì em sell xuống còn là 300, còn là 400 bác nhá. 400. Đấy, và em bao ship luôn cho các bác luôn nhá. Đấy, các bác nhanh tay lên đơn cho em. Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít giá mới sẽ là 290, 1 lít 2 là 350k và 1 lít 8 sẽ là 400k các bác nhé. Đấy, 1 lít thì sẽ phù hợp với lại 2 đến 3 người ăn này. Và 1,2 lít thì 4 người ăn nha các bác nhé. 4 đến 5 này. Và đây tiếp tục là 5 đến 6 người ăn nhé. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Và tiếp theo là mã sản phẩm bình giữ nhiệt kim cương nhá. Rất phù hợp với cái thời điểm nóng bức hiện tại để các bác mua về đựng nước lạnh nhá, để mang đi làm hoặc là sử dụng đựng nước thuốc, nước lá. Đấy, giữ ấm cũng rất là ok cho em này. Đấy, các bác nhìn này, bình xịn nhá. Đến cái dây cầm của nó cũng xịn luôn. Rất là mềm dẻo chắc chắn như này cho em này. Đấy, em sẽ mở bên trong cho các bác dễ dàng quan sát nhá. Bên trong khi các bác mở ra, các bác sẽ thấy một cái lõi lọc bằng inox số 304 cho em như này. Để làm gì ạ? Nó có tác dụng khi mà chúng ta pha trà
hoặc là thuốc bắc, thuốc lá thì nó sẽ giữ lại cái bã nhá, để khi chúng ta uống nó sẽ không trôi theo ra cùng. Đấy, rất là tiện lợi. Và còn bên trong đây, các bác quan sát cho em ạ, hàng xịn xò chất lượng luôn. Ninox Suba 04 sáng bóng dày dặn không han dỉ nhá, rất tốt cho sức khỏe người sử dụng luôn, không như các dòng sản phẩm trôi nổi khác nha các bác nhá. Đấy. Và điều quan trọng là cái lớp cách nhiệt của nó là 4 lớp tách nhiệt nha các bác nhé, để làm sao giữ nhiệt tuyệt đối 24 giờ cho các bác sử dụng luôn. Bên ngoài còn được sơn một lớp sơn tĩnh điện như thế này để giữ, để chống han dị trong những cái môi trường ví dụ như là ẩm hay là những cái môi trường mưa gió thất thường khi mà chúng ta cầm đi làm nhá, mà nó gặp phải nhá, rất là tuyệt vời luôn các bác ạ. Đây, còn đây là phần nắp của nó này, cái gioăng cao su này rất là dày dặn và chắc chắn như này luôn cho em này. Để các bác nhìn những cái đường gioăng nhá, nó sẽ giữ nhiệt này rất là tốt. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Và với cái mã sản phẩm này thì em đang sale với mức giá trên khách hàng cực kỳ khủng nhá. Đây, em đã ghi sẵn giá đây rồi. Với 1,5 lít thì giá tiền của nó sẽ là 150k các bác nhá. Còn với 1,2 lít sẽ là 140k và 1 lít sẽ là 130k các bác nhá. Đấy, các bác nhanh tay chốt đơn cho em với cái mã sản phẩm này. Và màu thì em đang có hai màu nhá, em sẽ gửi bất kỳ cho các bác này. Em sẽ có hai màu. Đấy, một màu này, một màu bạc và một màu này nhá các bác nhá. Đấy. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Bình giữ nhiệt kim cương 150k trên 1,5 lít. Và mã tiếp theo gửi từ các bác đó là cái mã sản phẩm đèn thờ nhá. Cao 25, 30 và 35 xăng bên em nhá, mới về luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Và trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em sẽ giới thiệu kỹ về cái phần này ạ. Hàng nhà em là hàng loại 1 các bác nhá. Bông sen này, bên này là hàng bông loại nhỏ này, nhạt, cánh rất là mỏng. Và hàng nhà em chỉ bán hàng loại 1 nhá. Cánh rất là dày dặn, tinh tế như thế này, bông to bản 13 xăng. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhá. Đấy, rất là đẹp so với cái bông này, cánh rất là mỏng này, màu sắc thì nhạt này. Đấy, giờ bông bé hơn hẳn luôn nha các bác nhá. Đó. Và với cái mã sản phẩm đèn cao 25 xăng này, các bác có thể quan sát giúp em ạ. Nó là thân pha lê nhá, thân pha lê hình cầu trong suốt như này. Và bên trong thân đèn cũng có một hệ thống đèn LED độn màu nhá, để tỏa một cái ánh sáng rực nổi cái không gian thờ của mình lên nhá các bác nhá. Đấy, cái phần trên của bông hoa sen thì em cũng thay hệ thống đèn LED đổi màu. Đó, bông hoa sen sẽ đổi màu ngũ sắc cho em, xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ các bác nhá. Hoặc là chúng ta có thể để nguyên bản như này, một màu vàng. Đây là tùy các bác nhá. Các bác muốn thì em sẽ thay, mà không thì em sẽ để nguyên bản màu vàng như này ạ. Thì bên em đang có 3 kích cỡ. Một là kích cỡ cao 25 xăng như này các bác nhá. Cao 25 xăng. Và kích cỡ tiếp theo là kích cỡ cao 30 xăng. Đấy. Đây các bác nhìn cận cảnh này, thân pha lê của nó nhá, cũng như là bông hoa nhá. Cam kết hàng loại 1 xịn sò dày dặn cho các bác luôn. Rất là đẹp. Và đây là mẫu cao 35 xăng các bác nhá. Cao 35 xăng này. Đấy, tất cả đều là pha lê và khi cắm điện lên sẽ là đổi màu nhá. Đấy, bông hoa sen này, rất là to đẹp dày dặn luôn. Và với cái mã sản phẩm này, em xin được chi ân tới khách hàng với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay. Đó là đèn pha lê, đấy, đổi màu bông hoa sen lưu ly này nhá. Thì với cao 25 xăng này, cao 25 xăng sẽ bằng là 240k. Đó, 240k các bác nhá. Rất là rẻ luôn, vừa đổi màu vừa chân pha lê đổi màu. 30 xăng thì sẽ bằng là 290k nha các bác nhá. 290k cho em này. Và cao 35 xăng, 35 xăng thì sẽ bằng là 340k cho em này. Đấy, vừa rẻ vừa chất lượng, nó rất là tuyệt vời luôn các bác ạ. Với những cái mã hàng thờ thì bên em rất là tinh tế và tỉ mỉ nhá, chọn lựa kỹ càng để tới các bác những cái sản phẩm đẹp nhất, chuẩn nhất để thờ cái không gian linh thiêng của mình nhá. Thì các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ, với cái mã sản phẩm bông hoa sen lùn cao 25 là 240, cao 30 là 208 và cao 35 là 340 nhá các bác nhá. Và mã sản phẩm tiếp theo em về để phục vụ các bác trong cái dịp hè tới đây nhá. Đó là cái mã sản phẩm chiếu điều hòa các bác ơi. Đó, chiếu điều hòa cho em đến từ thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Đây các bác có thể quan sát, đây em đang gỡ ra một sản phẩm gối cho các bác ạ. Đây các bác quan sát giúp em ạ. Nó như là dạng chiếu mây ở bên ta đấy các bác ạ. Đó, như dạng chiếu mây, rất là mềm mại, êm ái, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt cho em nhá. Nằm rất là thoáng luôn. Đó, nó không bí như những cái dòng sản phẩm khác đâu ạ. Và cái em đang lật gối và bây giờ em xin được đo kích thước của cái mã gối này luôn cho các bác nhé. Đó, một mặt của nó là 55 và một mặt chiều dài này của nó sẽ là 75 cho em nhé các bác nhé.
75 kèm 55, nó rất to rất rộng luôn các bác ạ, thoải mái luôn ạ. Đấy, và đây là hai con vỏ gối nhá, em xin bỏ ra đây các bác có thể quan sát giúp em này, nó hàng đầu mùa đều đẹp, nó hàng nhập khẩu hàng xuất khẩu cho em nhá. Đấy, từ đường kim mũi chỉ cho đến chất vải rất là ok luôn đó. Và kế tiếp đến là con chăn này nhá, đây, con chăn này này các bác ơi, tem mác đầy đủ cho các bác nhá, tem mác đầy đủ, hàng xịn sò luôn, in kích thước ở đây luôn cho em là 160 x 200, có nghĩa là nó sẽ tương đương với 1m62 các bác nhá. Đấy, chăn này rất là xịn sò luôn, trời ơi. Kèm theo đó này, khi mà giải ra nhá các bác nhá, giải ra nó là cái con hai mặt luôn. Mùa đông thì các bác nằm mặt dưới cho em, nó rất là ấm, nó như là một cái chiếc đệm. Và mùa hè thì các bác nằm mặt này cho em nhá. Đấy, hàng loại một dày dặn cho em, thấm hút mồ hôi, nó mà lại rất êm ái nhá các bác nhá, rất là mát lưng luôn. Và bốn góc nó sẽ được may bốn cái chun như thế này. Đó, may bốn cái chun để làm sao ạ? Các bác đai các bác cố định vào bốn góc đệm nhá, hoặc là bốn góc giường nhá, để cho cái chiếu nó không bị xê dịch. Đấy, nó không bị xê di chuyển nhá. Rất là ok cho em luôn. Đó. Và bên em thì đang về ba kích thước các bác nhá. Ba kích thước, và em xin gửi tới các bác với một mức giá như sau nhá. À, với cái mã sản phẩm chiếu điều hòa nhá, đến từ thương hiệu Nhật Bản nhá, đẹp từng đường kim mũi chỉ như này này, em xin đại hạ giá cho các bác trong buổi live ngày hôm nay, chỉ còn với mức giá là 1m6 x 1m8 là 330k các bác nhá, và 1m8 x 2m chỉ còn là 370k, và 2m x 2m2 còn là 420k các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các bác nhận được kiểm tra hàng thoải mái mới phải thanh toán cho em nhé các bác nhá. À, không thể thiếu được trong cái không gian phòng khách cũng như là không gian phòng thờ của gia chủ nhá, đó là mã sản phẩm hộp đựng trà Long Ấn. Đấy, bên shop về số lượng rất là nhiều nhá, và có hai màu, đó là màu đỏ và màu vàng cho các bác lựa chọn ạ. Các bác có thể quan sát cho em ạ. Đấy, trên phần đầu của hộp đựng trà sẽ là hình hai chú rồng rất là oai phong uy nghi đang trầu ngọc nhá các bác nhá. Đấy, đang trầu ngọc này. Ở phần thân bình sẽ in hình rồng dập nổi như này nhá. Đấy, và phong ấn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và phần dưới của hộp đựng trà nhá, phần dưới của hộp đựng trà này. Đấy, các bác có thể quan sát cho em bên trong ạ. Hoàn toàn bằng chữ nho nhá, dập nổi luôn cho em như thế này này. Đây, các bác đựng trà vào đây cho em nhá. Và sau đâu đó thì các bác lại cho vào và đậy nắp vào cho em như thế này. Rất là kín luôn ạ. Đấy, đậy nắp vào như thế này. Và được điểm thêm những cái sợi dây như thế này nhá. Đấy, các bác mua về để bày trang trí trên cái không gian thờ của chúng ta thì rất là đẹp, rất là uy nghi và trang nghiêm luôn, cũng như là ở phòng khách nhá. Và với cái mã sản phẩm hộp đựng trà Long Ấn này, bên shop xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Em xin gửi tới các bác mức giá là 150k, 150k trên một hộp nhá, trên một hộp ạ. Và sẽ gửi tới các bác là 280k trên 2 hộp nhé. Trên 2 hộp để bày hai bên nhé. Nếu mà các bác mua sử dụng phòng thờ ạ. Còn một hộp thì sẽ là 150k trên một hộp ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Và tiếp theo đây em xin gửi tới các bác một cái mã sản phẩm, đó là bình muối dưa cà đến từ thương hiệu Việt Nhật nhé. Hàng Việt Nam chất lượng cao cho em này. Chất lượng sản phẩm được làm hoàn toàn bằng nhựa PV, an toàn với người sử dụng nhé, 100%, các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Và với cái mã sản phẩm này thì đây là cái con cối 3 lít nha các bác nhé, cối 3 lít này, đấy, họa tiết rất là tinh tế luôn, rất là đẹp. Thì các bác mua về tự tay để chế biến cho gia đình mình những cái món ngon đổi vị, ví dụ như là dưa muối, cà muối, đấy, nhất là vào cái dịp mùa hè này mà ăn canh cua, cà muối thì rất là tuyệt vời. Và không các bác mà lại làm tại nhà, chính tay mình làm, an toàn thực phẩm tuyệt đối luôn các bác nhé. Thì đầu tiên các bác sơ chế cà làm và cho nước vào đây. Đấy, cho nước muối vào đây. Thì và chúng ta đặt cái lõi nén này xuống này các bác này. Đấy, đặt cái lõi nén này xuống. Thì cà đến đâu nhá, ví dụ như đây, chúng ta xoáy cao lên để cho đồ vào này. Đấy, xoáy cao cho đồ vào. Sau đó là chúng ta sẽ có cái độ nén này nhá. Xoáy đây là chúng ta nén xuống. Nén để làm gì ạ? Để thay những cái bát, cái đĩa mà phải nén dưa cà ngày xưa các cụ, thì chúng ta là thay bằng cái lõi nén này. Cà sẽ ngấm xuống dưới nước, sẽ chìm xuống dưới nước, nó sẽ không bị thâm đen. Và nó sẽ ngấm đều gia vị và nó sẽ ngon tròn vị cái món ăn cho gia đình mình nhá. À, đây là cái bình 3 lít này. Trên thị trường đang bán với mức giá là 150k. Nhưng riêng đến với shop Như Thiết ngày hôm nay, em xin sale xả cho các bác chỉ còn là 130k thôi nhá. 130k này, 130k. Đấy, trên một em này nhá. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với mã 3 lít. Riêng với cái bình muối dưa cà to 5 lít này,
Đây, 5 lít nha các bác nhá. Thì trên thị trường đang bán với mức giá là 180k này. Nhưng riêng hôm nay em sale xả xuống chỉ còn là 160k trên em bình muối dưa cà 5 lít nhá. Đấy, rất nhiều các bác là đang săn đón, đang hỏi cái mã bình muối dưa cà to này. Thì các bác nhanh tay chốt đơn nhá. Theo em xin gửi tới bác một cái mã sản phẩm hoàn toàn mới bên em nhé. Đó là mã sản phẩm băng dính trong hai mặt. Nói chung là cái độ chắc chắn và độ tiện ích của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Các bác có thể xem video nhé. Và em cũng đã test thử rồi, rất là ok luôn. Đó, các bác quan sát giúp em ạ. Không có khoan tường các bác nhé. Không phải khoan tường chúng ta, không có khoan cửa. Treo bất kỳ vật dụng gì vô cùng là chắc chắn luôn. Đó, rất là ok luôn các bác nhé. Đấy, khi mà bóc ra thì nó không hề để lại vết dính ở trên bờ tường hay nền đấy. Em đã test thử này các bác này, vô cùng là khỏe, vô cùng là chắc chắn. Mà trong bình của em có nước luôn nha các bác nhá. Đấy, trong bình của em phải còn nửa bình nước. Em thấy rất là tuyệt vời, rất là chắc chắn luôn. Và với cái mã sản phẩm này em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá, là 30k trên một cuộn này. Trên một cuộn đấy, rất là tiện luôn. Còn các bác mua từ 2 cuộn rồi lên, em xin gửi tới các bác là 50k 2 cuộn. Đấy, hai cuộn quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta không phải khoan tường, khoan cửa mà dán treo tất cả các vật dụng mà chúng ta mong muốn nhé, kể cả nền nhà tắm luôn. Rất là ok nhé. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Mã tiếp theo em xin được gửi tới các bác, đó là cái mã sản phẩm mà đèn dầu nhé. Đấy, một cái mã đèn dầu rất là đẹp và tinh tế như thế này cho em luôn, để cho các bác nào mà muốn tân trang lại cái không gian thờ của gia chủ nhà mình nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì các bác biết đèn thờ nó là một cái vật rất là tâm linh nhá. Đấy, tâm linh trong đời sống của người Việt chúng ta luôn. Nó như là một cái kết nối giữa ông cha ta, nó kết nối giữa người âm và người dương vậy. Nó rất là tuyệt vời luôn. Thì với cái mã đèn dầu này các bác có thể quan sát giúp em ạ. Cái phần đựng dầu của nó nhá, phần đựng dầu của nó thì đựng được độ khoảng 300ml dầu cho em này. Phần đựng dầu nó là một bông hoa sen màu trắng nhá. Đấy, một bông hoa sen rất là thuần khiết thanh cao như này luôn cho em này. Thiết kế rất là độc đáo. Phần đế của nó thì là hợp kim đồng nhá, hợp kim đồng loại 1 cho em luôn, không bao giờ han gì nhá. Đấy, bền bỉ với thời gian cho em luôn. Và tiếp đến thì là cái phần cổ đèn nhá, phần cổ đèn. Đấy, còn đây là cái phần điều chỉnh này, nút điều chỉnh to nhỏ của bức đèn nhá. Đấy, phần cổ đèn cũng là bằng hợp kim đồng này, trên bóng của nó này cũng là thủy tinh trong suốt cho em như thế này luôn. Đó, các bác đặt vào đây đổ dầu, sau đấy là đặt cây đèn này và đặt vào đây cho em. Đó, tâm linh của người Việt đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời với cái mã đèn này luôn. Và đèn này nhà em là cái mã đèn mà em đang quay là mã đèn size to nhá. Size cỡ số 3, size 18 xăng nhá. Đấy, thì với cái mã đèn này em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay. Chỉ có giá là 190k nhá. 190k, nhà em có hai màu. Đó là một màu trắng bông hoa sen và một màu vàng nha các bác nhá. Thì các bác ưng cái màu nào, ưng cái size nào thì các bác hãy nhanh tay lên đơn cho em. Đó là cái mã đèn dầu bông hoa sen. Đó, đèn dầu bông hoa sen với một mức giá đó là 190k trên một cây nha bác nhá. 190k trên một cây size số 3, cao 18 xăng các bác nhá. Và mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới các bác, đó là cái bộ sản phẩm bình chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy, bình chuyên chén hoàng gia cho em gồm một bình và 6 tách kèm một đế bồng nhá. Thì em xin đi vào chi tiết sản phẩm ạ. Đó, đầu tiên các bác quan sát cho em này. Đó, bình rượu này, mang phong cách hoàng gia châu Âu nhá, rất là đẹp và lịch sự như này cho em luôn. Một màu vàng óng cho em này, các bác quan sát kỹ giúp em nhá. Phần cổ thì là nhỏ nhá, phần cổ thì là nhỏ thắt lại này, dưới là phình da này, thu hút tài lộc cho gia chủ cực kỳ là ok luôn các bác ơi. Đó, cái phần nắp của nó này, đấy, cũng rất là dễ dàng sử dụng và mở nắp đóng nắp như này nhá. Đấy, phần nắp này có núm tay cầm này. Tiếp đến là phần vòi, các bác nhìn thấy không? Mềm mại uyển chuyển cho em này, hoa lá tây vô cùng là đẹp luôn. Đó, phần tay cầm cũng thế nhá, thiết kế rất là dễ dàng để chúng ta cầm và sử dụng như này luôn. Đó, thì với cái phần này, đấy các bác nhìn cho em này, phần từ phần cổ cho đến phần thân bình nhá, đều được thiết kế bằng hoa lá tây mềm dẻo cho em. Đó, và hình đuôi công kết hợp nhá, hình đuôi công, đấy, đang rất là sang trọng, rạng rỡ này, đấy, rất là đẹp luôn. Và kèm theo đó chân của nó là chân đế bồng nhá, một màu vàng óng nhài cho em. Thì các bác biết màu vàng nó sẽ tượng trưng cho sự giàu sang phú quý nhá. Đấy, sang trọng và lịch sự cho em. Kèm theo đó là 6 tách nhá, 6 tách như tay em cầm này, nó cũng là họa tiết hoa lá tây, kèm đuôi công nhá. Đấy, cái phần đuôi công này. Đấy, chân bồng và tay cũng rất là mềm. Đấy, hợp kim đồng loại một sáng bóng cho em như thế này luôn, một màu vàng óng luôn các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời luôn.
Kèm theo đó đế của nó thì cũng được thiết kế rất là đặc biệt. Nó là dạng đế bồng như này cho em nhé. Đế bồng cho em, nó chân này. Đấy, cái phần này là đều là hoa lạt tây đan xen kẽ vào nhau rất là đẹp, tinh tế và tỉ mỉ nhá các bác nhá. Đấy, cái phần mặt trên của nó cũng vậy này bác này. Đấy, phần mặt trên họa tiết 100% dập nổi cho em như này nhá. Đó, khi các bác đặt lên cái không gian thờ một cái bộ chuyên chén hoàng gia như thế này, đấy rất là sang trọng, đẹp. Nó và nhìn cái không gian thờ của mình nó rất là uy nghi và nổi bật nhá. Còn khi mà sử dụng thì tiếp khách cũng rất là sang. Đó, một màu vàng rất là đẹp cho em luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái mã sản phẩm bộ chuyên chén hoàng gia. Trong buổi live stream ngày hôm nay em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 450k. Đó, 450k. Và cái mã sản phẩm tiếp theo em xin gửi tới cho các bác trong buổi live ngày hôm nay nhé. Đó là cái mã sản phẩm cặp nến rồng phụng bên em mới về nhé. Thật sự là nhìn bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì cái màu vàng của nó khi mà thắp lên, đấy, khi mà để lên ban thì nó sẽ là tôn lên cái vẻ đẹp, cái vẻ uy nghi của không gian thờ nhà mình nhá. Với hai bên là cặp rồng phượng này, đế là đài sen, trên cũng là búp sen nha các bác nhá. Thì các bác biết hoa sen nó tượng trưng cho thuần khiết và thanh cao, nó rất là đẹp để nâng đỡ những cái cặp rồng phượng này nhá, phù hợp với những cái không gian thờ linh thiêng, ví dụ gia chủ này, bàn thờ Phật cũng như là bàn thờ ông địa nhá. Rất là tuyệt vời, ok luôn cho em mấy cái cặp đèn này khi các bác sử dụng. Mà một cái điều ok và tuyệt vời nhất nữa là nó dùng bằng pin các bác nhá. Thì ngày xưa thì chúng ta cứ hay dùng bằng dầu hay bằng điện thì nó cũng rất là dễ hay cháy nổ hơn là cái việc dùng pin như này, rất là tiện. Các bác chỉ việc ra tiệm tạp hóa mua cho em một cái cặp pin đó và lắp vào như thế này. Đấy, và lắp vào như này cho em. Và bây giờ em sẽ tắt điện đi để cho các bác quan sát nhé. Đó, khi mà em tắt điện lên thì em sẽ bật lên cho các bác quan sát cái cặp đèn này. Nó rất là đẹp luôn, một cái màu đỏ này. Đấy, một cái ánh đèn đỏ rất là ấm cúng nhá. Ngọn nến nhấp nháy như là một ngọn nến ngọn lửa đang cháy thật sự luôn các bác ạ. Quá là đẹp cho cái mã này nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái cặp đèn rồng. Đó, cặp đèn rồng phượng. Em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu ưu đãi. Đó là 100k trên một cặp. Em tặng kèm các bác một cặp pin nhá. Em tặng kèm hai cặp pin luôn cho các bác. Đó, hai cặp pin luôn. Các bác nhanh tay lên đơn cho em với cái mã đèn rồng phượng 100k trên một cặp này. Và em tặng kèm hai cặp pin các bác nhé.